Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 8228 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. Ở các tỉnh thành phố có nguy cơ rất cao, Bộ Y tế yêu cầu cơ sở sản xuất kinh doanh xét nghiệm định kỳ hàng tuần, tối thiểu cho 20% người lao động có nguy cơ cao gồm tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân và xét nghiệm hàng tuần cho toàn bộ người lao động là những người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh như cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ vệ sinh ở các tỉnh thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ, Bộ Y tế yêu cầu xét nghiệm 2 tuần một lần tối thiểu cho từ 5 đến 10% người lao động có nguy cơ cao và 2 tuần một lần cho toàn bộ người lao động là những người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Nếu có thì chỉ khuyến khích, không bắt buộc.